ngàn đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng và 5 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhãn đốt tàu thanh, trà thanh không đủ. Năm một quan gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình quay số trúng thưởng Xé nhãn liền tay trúng ngay 4 giải 10 triệu mỗi ngày. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm ai là chủ nhân may mắn của 4 giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cùng 300 thẻ cào điện thoại mệnh giá 50.000 đồng cho mỗi thẻ cào. Và để tham gia chương trình này, quý vị và các bạn đừng quên mua ngay cho mình những sản phẩm đến từ các thương hiệu trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực Number One, Number One chanh và dâu cùng Number One Anti chanh muối. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là bạn Nguyễn Thanh Huy, đại diện từ phía người tiêu dùng. Cảm ơn Huy đã đến tham gia cùng với chương trình. Và chắc hẳn bây giờ quý vị khán giả của chúng ta đang rất nóng lòng để tìm xem kết quả là như thế nào. Thì bây giờ xin mời Huy sẽ tiến hành bấm nút lần thứ nhất để có thể tìm ra chủ nhân đầu tiên của giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng. Xin mời Huy bấm số. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số 4TXCH53K với 4 số điện thoại cuối 6472. Mời Huy bấm nút lần thứ hai. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số M5BNS64R với 4 số điện thoại cuối 0048. Mời Huy bấm nút lần thứ 3. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số QK876RP8 với 4 số điện thoại cuối 0681. Mời Huy bấm nút lần thứ 4. Xin chúc mừng chủ nhân của mã số NERDEGWX với 4 số điện thoại cuối 3768. Mời Huy bấm nút lần tiếp theo ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quay số xé nhãn liền tay trúng ngay 4 giải 10 triệu mỗi ngày từ tập đoàn Tân Hiệp Phát diễn ra từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 1 tháng 7 năm 2018. Mỗi ngày như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành quay số để có thể tìm ra chủ nhân may mắn trúng các giải thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cũng như các thẻ cào điện thoại có mệnh giá 50.000 đồng. Để có thể tham gia chương trình và có cơ hội may mắn trúng các giải thưởng, xin mời quý vị và các bạn hãy mua ngay các sản phẩm từ nhãn hàng trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực Number One, Number One chanh và dâu cùng Number One Acti chanh muối. Đừng quên xé nhãn và gửi mã số dự thưởng về cho chương trình theo cú pháp. Mã số gửi 6020 hoặc nhập mã số trực tiếp lên website chụctriệumỗingay.com. Và như vậy, bây giờ trên màn hình của chúng ta đã hiển thị lên tất cả những mã số may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt cho chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các quý khách hàng đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay và cũng như là cảm ơn Huy đã đến tham gia cùng với chương trình. Ai sẽ là người tiếp theo may mắn trúng các giải thưởng này? Đó có thể là bạn. Vì vậy, đừng quên truy cập lên website chụctriệumỗingay.com hoặc gọi điện về số 1800545478 để có thể cập nhật thông tin trúng thưởng mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. 10 triệu! Sẽ nhận đây có cơ hội trúng mỗi ngày 4 giải 10 triệu đồng và 5 thẻ cào điện thoại cùng các giải thưởng khác. 10 triệu nữa. Nữa hả? Sao trúng hoài vậy? Trúng gì nhiều như vậy trời? Trúng hoài. Thật mệt. Sẽ nhãn đốt tàu thanh, trà thanh không đủ. Năm một quà gửi tin nhắn hoặc truy cập website để có cơ hội trúng 2 triệu giải thưởng.